Xin chào các bạn đã quay trở lại với Hoa Văn Đại Căn. Ở video lần trước chúng ta đã tìm hiểu qua về ba loại đại căn kính mờ cơ bản. Và tiếp theo trong video ngày hôm nay, Quân Anh sẽ giới thiệu thêm về bốn loại đại căn kính mờ còn lại. Mấy con chơi gì nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Trước khi đi sâu hơn về chi tiết sản phẩm thì Quân Anh xin được nhắc lại một chút về công dụng của các loại đề can kính mờ. Ngoài khả năng chống chói không tạo đậu bóng thì đề can kính mờ còn có tác dụng giảm nhiệt từ các nguồn ánh sáng chiếu vào và mang lại không gian riêng tư cho căn phòng. Đầu tiên, hãy nói đến dòng đề can kính mờ in UV 1 và 2 lớp, không in mực trắng. Vì đề can kính mờ là loại nền trong mờ, không phải nền trắng như các loại đề can thường, nên bản in 1 lớp khi dán lên kính sẽ giảm độ đậm của màu xuống còn khoảng 70%. Điều này khiến cho việc thể hiện nội dung không rõ ràng như mong muốn trong thiết kế. Chúng ta có thể thấy ở bản in 2 lớp, tức là in 2 lần màu chồng lên màu, sẽ cho ra màu có độ đậm hơn. Khi dán lên kính, chúng ta sẽ thấy rõ sự khác biệt ở cả hai mặt giữa in UV 1 lớp và 2 lớp, nhất là khi có ánh sáng đèn hay ánh sáng môi trường. Tiếp theo là đề can kính mờ in UV 2 mặt Radiant. Ý tưởng chuyển màu Radiant được lấy cảm hứng từ màu sắc của tự nhiên và lẽ dĩ nhiên nó mang lại cảm giác thực tế hơn so với những màu đơn sắc khác, thể hiện sự khác biệt rõ nét giữa các vùng đậm màu, nhạt màu và không màu, đặc biệt tại các điểm không màu, ánh sáng có thể chiếu xuyên qua các vùng này. Tiếp là đề can kính mờ in UV màu hai mặt nền trong. Loại đề can này giúp định hình các phần nổi bật như mong muốn, ví dụ như nội dung, logo, hình ảnh, vân vân. Phần còn lại sẽ là nền màu nhạt dần và làm cho tổng thể nội dung hài hòa cùng một chủ đề. Cuối cùng là đề can kính mờ in UV màu hai mặt với nền trong Radiant, mang hiệu ứng Radiant như đã nói ở trên, thể hiện rõ màu sắc, tạo cá tính riêng cho không gian của bạn và giúp nhận dạng thương hiệu tốt hơn. Nào, chúng ta hãy cùng nhau xem lại các loại đề can kính mờ khi đặt cạnh nhau sẽ cho ta những trải nghiệm khi nhìn như thế nào nhé. Vậy là chúng ta đã hiểu rõ hơn về các sản phẩm đề can kính mờ với rất nhiều sự lựa chọn đúng không nào? Và nếu có thắc mắc gì thì các bạn đừng ngần ngại liên hệ với chúng mình qua số hotline của Hoa Văn Đại Căn. Cảm ơn đã theo dõi video. Chúc mọi người một tuần làm việc vui vẻ.